Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay là tôi đi tham quan vườn ổi nha các bạn. Vườn ổi của anh Khanh trồng khoảng 3 công. Vườn ổi này thì trồng bằng chủ yếu là phân hữu cơ nha các bạn. Rồi bao trái thì đầy đủ. Nào các bạn mình cùng đi tham quan vườn ổi nè. Mà đi tham quan vườn ổi nhìn các bạn thấy không? Nó đi ngang cầu khỉ nè. Cầu khỉ ghê các bạn ơi, có ai dám đi ngang cầu khỉ như mình không? Đây đi ngang cầu khỉ nha các bạn. Ôi ghê quá. Đây là tham quan qua vườn ổi nè các bạn. Nãy giờ mình đi qua cầu khỉ rồi đó ha. Bây giờ qua tham quan vườn ổi nè các bạn. Quá rộng lớn đi. Nè, vườn này chắc khoảng cỡ 3 công nữa các bạn ơi. 3 công á. Yeah. Ổi thì đang trong mùa cho trái nè. Thấy không? Trái thì cái ổi này còn đang nhỏ, nhỏ nha. Thấy không? Ổi này trái cũng bự nè các bạn ơi. Đây. Thấy không? Đó, ổi này nè. Thấy không? Bự ha. Đó, ổi này một cây chắc cũng khoảng cỡ vài chục trái đó. Nè, thấy không? Coi vườn cây ổi các bạn. Ổi này cũng sắp bán rồi đó các bạn ơi. Ai mà thương lái nào muốn mua thì liên hệ với mình để mà mình bán ổi nha các bạn. Thấy không? Đây là ổi này, thấy không? Trái ổi mình trồng là không có phân thuốc nha. Nó bao trái là đủ chưa, thấy không? Trái nhìn rất đẹp. Đấy. Thấy không? À, nhìn trái nhìn rất đẹp đó. Thấy không? Thấy không? Giờ trái đã lớn rồi đó. Thì ai mua thì cứ liên hệ với mình để được để mua ổi nha các bạn. Đây nha. À, đi tiếp nha các bạn. Để mình tìm cái ổi to to kìa. Đây nè, đây là cho ổi này các bạn ơi. Quá. Nè. Quá, cho ổi này quá bự rồi. Nè. Quá bự luôn các bạn ơi. Thấy không? Ổi sạch nha. Nên là mình lau ăn luôn cũng được nữa. Đó. Thấy không? Ăn ổi luôn nha. Rồi quá ngọt rồi. Ổi là trồng hữu cơ không á, phân hữu cơ. Nên là thấy không, không có sâu bệnh gì hết á. Trái thì vàng ươm. Mấy anh thương lái thì cứ liên hệ nha, liên hệ với mình để mua ổi tại vườn nha, nguyên vườn rộng lớn rồi các bạn, thấy không? Khoảng 3 công vườn các bạn ơi. Thấy không, ổi nè. Để ăn coi. Quá ngọt các bạn ơi. Đi, đi tham quan tiếp nè. Không, ổi này quá nhiều cá, tôi chuẩn bị thu hoạch đó. Nguyên vườn này à. Nguyên vườn rộng cho khoảng cỡ 3 công á, 3 công ổi. Này chắc mấy trăm gốc ra, khoảng mấy trăm gốc. Có trồng luôn xen với nhãn nữa. Ổi nhỏ quá, có trái hai ba trái. Ồ, ngon quá.
Quá. Sao mình không làm clip đi thật. Clip hôm nay là trên clip hôm nay là tới đây là sẽ kết thúc nha các bạn nha. Đây mình tham quan vườn ổi. Là chủ vườn ổi thì cho mình ăn một trái ra thử nè. Đó, thấy không? Bên trong nè. Đó. Rất là đẹp, thấy không? Rất ngon. Đó. Thấy không? Ăn cùng mình nha. Đó, xin chào các bạn nha. Lần sau thì mình sẽ làm clip khác để chia sẻ cùng mọi người nha. Xin chào mọi người.